Hello, xin chào anh em, mình là Giang đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video clip mới. Dạo này ít ra clip vì không có đề tài nào mới hấp dẫn để chia sẻ cùng anh em. Tại vì mình chủ yếu là đa phần làm clip về mấy cái mẹo khi mà em sử dụng Mastercam, chứ mình cũng ít làm clip hướng dẫn. Đó là lý do tại sao mà lâu lắm rồi không có clip mới. Tại vì mẹo cũng đã chia sẻ muốn hết luôn rồi, không còn thấy gì hay để mà chia sẻ nữa. Ok, thì bởi vì nghèo đề tài quá nhưng mà hôm nay hứng hứng muốn làm một cái clip thuộc dạng tutorial hướng dẫn, hy vọng là được anh em ủng hộ. Hôm nay mình sẽ làm clip nói về một cái toolpad, cái đường chạy dao khá là hay và mới của Mastercam. Nó là gọi là đường chạy dao Rotary Advance. Rotary Advance đâu rồi? Đây, Rotary Advance, nó là một cái đường chạy dao multi-axis, đường chạy dao nhiều trục, mà đúng hơn nó là đường chạy dao chuyên dùng cho máy bốn trục để gia công các chi tiết dạng trục vít hay là trục xoắn này nọ. Đó, gọi là một cái đường chạy dao chuyên dụng nha anh em. Đó, nó hình như nó có từ phiên bản Mastercam 2018. Ở bản 2018 mình chưa có sử dụng nhiều, nhưng mà qua bản 2019 thì mình có thử qua và thấy nó khá là hay. Thì mình muốn chia sẻ của mình em. Ok. À mà xin anh em nhớ giùm là mình là Giang The Tour nha, chứ không phải là Giang Thế Tool. Anh em đừng gọi mình là Giang Thế Tool, mình rất là buồn. Không phải Giang Thế Tool nha anh em. Ok. À, mình bắt đầu ha. Đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về cái chi tiết mà mình dùng để minh họa. Đây, một cái chi tiết không biết có thật hay không nhưng mà để minh họa thôi. Đó, nó là một cái trục xoắn, trục vít gì đó, ba đầu mối. Đó, một trục vít ba đầu mối, không biết có phải giống vít tải không, cũng không không hẳn nha. Ba đầu mối rồi, để cho thêm phần sinh động mình sẽ kẹp cái chi tiết này trên cái máy bốn trục. Đây, máy bốn trục đó, bên này là mâm cặp nè, bên này là chống tâm ha, đầy đủ. Đây, chi tiết chúng ta sẽ được gá trên máy bốn trục, và ngoài ra mình sẽ có một số cái level để mình. Này, level số 4, level số 2. Level số 2 là level stock, là có nghĩa là cái phôi của mình nó, anh em có thể thấy đây là cái phôi ban đầu của mình. Một cái phôi trụ bậc giống như mình tiện sẵn rồi. Ngoài ra mình cũng có level số 3 là mình gọi là level access. Cái này là mình sẽ chứa một số đối tượng để hỗ trợ sử dụng trong cái đường chạy dao, lát mình sẽ nói tới ha. Đó, bây giờ mình ẩn những cái không cần thiết đi, mình chỉ để lại cái chi tiết này thôi. Được, ok. Trục vít ba đầu mối hen. Rồi bây giờ mình bắt đầu. À mà khoan, trước hết thì mình sẽ vô thư viện dao, mình sẽ có tạo sẵn ba con dao minh họa thôi nha. Anh em đừng bắt bẻ mình quá. Đó, mình sẽ có con dao gắn mảnh D20R5, dao gắn mảnh D12R5 và một con cầu R6 để đi tinh. Ok. Minh họa thôi nha anh em bắt bẻ quá mình ngại chết. Rồi ok. Đầu tiên mình cũng khai báo phôi ha. Mình vào stock setup nè, mình chọn solid để mình, rồi mình mở cái level số 2 ra. Mình chọn cái solid này để mình làm phôi nó. Bây giờ mình đã khai báo cái cục phôi của mình rồi. Stock setup. Đó, mình cho display thử cho anh em thấy. Đó, đây là cục phôi của mình nha. Rồi, khi mình setup phôi xong thì mình ẩn nó đi. Để lại chi tiết thôi. Rồi ok. Vô nè. Giờ vô bài nè. Đó. Mình bật hệ View. Rồi. Đó, đây là góc tọa độ của mình nè, nằm ngay đầu phía ngoài này của chi tiết ha. Ok, đây là trục X nè, đây là một cái máy bốn trục. Trục A quay quanh trục X đây. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô đường chạy dao, mình sẽ qua phần toolpad. Và anh em sổ ra ở đây phần multi-axis. Anh em sẽ sổ ra, nó nằm ở dưới dưới cùng. Đây, đường chạy dao Rotary Advance.
Nó có chú thích nè, create 4 axis rotary toolpath nè, nó tạo cái đường chạy dao 40, nó rất ở lao lao gì đó. Ok, nói chung nó rất hay, mình sẽ mở nó vô cho anh em thấy nha. Vô nè. Rồi mình đặt tên cho file NC ha. Ok. Mới vô mình sẽ phải chọn dao. Ok. Bây giờ mình phá, mình sẽ chọn con 20R5. Spindle với feed rate thì anh em tùy ý nha. Này mình minh họa thôi, mình không có đi sâu cái phần này. Đó, tool này có holder đàng hoàng. Ở phần stock này nó cho anh em khai báo cái phôi của mình để cái gì sử dụng những cái đường chạy dao mà vét lại, nhưng mà mình có thử rồi nó không hiệu quả lắm nên đây mình sẽ không có nói tới, có lẽ là người ta phát triển chưa hết, đang trong giai đoạn phát triển. Ok, và mình qua tới phần kết pattern. Phần này nó sẽ cho anh em lựa chọn là kiểu gia công thô hoặc là tinh. Ở đây mình đường chạy dao đầu tiên thì mình sẽ cho nó ở phần machining này, nó có hai phần là roughing và finishing. Thì mình chạy thô mình sẽ chọn roughing, còn khi mình thô rồi mình muốn finish thì mình sẽ chọn finishing là đi tinh ha. Ok, bây giờ mình sẽ chọn roughing nè. Slide pattern kiểu chạy, ở đây nó chỉ có một kiểu chạy duy nhất cho phần phay phá thôi, đó là radius constant. Mình nghĩ là cái đường chạy dao này đúng thật là nó đang phát triển nên nó chỉ có một cái lựa chọn thôi, không có nhiều lựa chọn chúng ta. Thôi, người ta cho gì mình xài cái đó. Ok. Cái kiểu đường chạy dao, à xin lỗi, cái kiểu chạy radius constant này có nghĩa là nó sẽ chạy nhiều lớp từ ngoài vào trong, nó là từ bán kính lớn nhất đi vô trong cái tâm của cái phô chi tiết của mình. Đó, thì mỗi lớp như vậy nó sẽ chạy một cái giá trị bán kính. Lát mình sẽ cho anh em thấy nên dễ hiểu hơn. Đó, ở phần type này thì chúng ta cũng có gọi là sao ta, chọn cái chọn gì ta, nói sao cho nó hoa mỹ. Thôi mình để tiếng Anh đi cho nó dễ ha, mình không biết dịch tiếng Việt nó là sao nữa. Nó có hai kiểu. Đó, kiểu offset nó sẽ sử dụng cái biên dạng của chúng ta, nó bung ra những đường offset như vậy. Còn kiểu offset and spiral, nó anh em thấy không, với kiểu offset and spiral thì chỉ có những vùng mà nó có cánh là mình gọi là những cái cánh nè. Đó, đây là những cái cánh nè, khi nào vùng nào mà có cánh đó, thì nó sẽ có kiểu offset, nó là nó bung cái biên dạng cánh ra giống như mình phải pocket vậy đó. Còn những cái vùng mà trơn, trụ trơn ở đây nè, nó sẽ đi xoắn, bị xoắn ốc đó, thì là kiểu offset and spiral. Còn kiểu offset không thì nó sẽ offset tất cả các cái biên dạng cánh này ra tới đầu của cái chi tiết luôn, nó không quan tâm là chỗ nào có trụ trơn hay không. Còn cái phần spiral, offset and spiral này thì chỗ nào mà nó có trụ trơn thì nó sẽ đi kiểu spiral, còn chỗ nào mà nó có cánh đó, những cái cánh này nè, thì gọi là cánh nha, tùy chi tiết nha. Chúng ta có thể chi tiết chúng ta không phải là trục vít mà nó có cái gì nhô lên đây, thì giống như một cái cam hay một cái gì đó, thì chỗ nào mà có cam, biên dạng cam thì nó sẽ chạy offset, còn phía ngoài trụ trơn thì nó sẽ đi spiral. Ok, để mình chọn offset nha, tại vì cái chi tiết của mình nó không có phần nào trơn hết, nó chỉ có phần rãnh xoắn này thôi, thì mình sẽ chọn offset. Đây, ở phần sorting thì nó cho chúng ta là có kiểu chạy zigzag hoặc là one way. Zigzag là qua lại ha, xung quanh là một chiều, one way là một chiều. Anh em cái này cũng rành quá rồi, không cần phải nói nữa, để thử zigzag coi sao. Ok, ở cái phần engagement này thì nó cho chúng ta chọn kiểu kiểu chạy phay thuận hay phay nghịch. Đó, này không quan trọng lắm nếu mà mình phá thô ha, anh em cũng có thể thử hai cái. Mà cái phần này là nó điều khiển là đường chạy dao chúng ta phay thuận hoặc phay nghịch, nhưng mà chúng ta chạy zigzag rồi thì sẽ có một bát thuận một bát nghịch. Ok, qua tới cái phần depth step. Nó ở đây giống như chúng ta nhập depth of cut đó, giá trị chiều sâu mỗi bát cắt ở trong đường chạy dao 3D vậy đó. Đây thì nó tính theo từ theo giá trị đường kính ha, bán kính chứ. Nó thì mỗi lớp cắt nó sẽ ăn từ ngoài vào, từ đường đường kính ngoài cùng năng ăn dần vào trong phía tâm của chi tiết. Dù chúng ta nhập và distance bằng 1 thì mỗi cái lớp cắt nó sẽ ăn 1 mm. Đó, step over chúng ta nhập step vô. Nó giống như đường chạy dao 3D bình thường thôi. Anh em muốn ăn step over bao nhiêu cũng được. Ở đây mình đang xài con dao như ta. 25 thì mình nhập step khoảng 18 gì đi, 18 20 gì đi. Đó. Depth step mình để 2 đi.
Tại cái đường dây giao này anh em lưu ý nó tính khá là lâu nha, để mình nhập cái số lớn lớn xíu cho nó đỡ mất thời gian. Nhưng thực tế anh em có thể phải chạy mỏng hơn đó. Đó, đây mình chỉ minh họa thôi, mình sẽ xài cái giá trị depth step, cái chiều sâu lớp cắt nó dài một tí để cho nó giảm bớt cái thời gian tính toán. Ok, qua tiếp một phần rất là quan trọng đó là part definition. Part definition này sẽ dùng để chúng ta khai báo chi tiết cần gia công. Đó. Thì đây anh em sẽ thấy ở mục Part Definition này chúng ta sẽ khai báo Wall Surfaces. Wall Surfaces, nói chung anh em cứ chọn hết cái chi tiết là ok. Nếu không đảm bảo, không chắc chắn mình cứ chọn hết chi tiết. Đó. Không thì anh em muốn cứ chọn những cái vùng nào mình muốn gia công. Còn dễ nhất là cứ bập nguyên cái chi tiết. Đó. Enter. Stock to live. Đó, y chang đường cho giao 30. Chúng ta cũng có thể nhập lượng dư chừa lại. Ví dụ mình nhập 0.2 chẳng hạn. Cut torrent, nhập giá trị dung size cho cái đường chạy giao. Ví dụ stock to live mình để 0.2 thì cái dung size đường chạy giao này mình có thể để giá trị lớn một chút xíu để nó nhẹ tính cho nó nhanh, miễn là nó không lẹm chi tiết là được. Bởi vì mình còn 0.2 lượng dư mà. Mình có thể để 0.05 hoặc 0.1. Ok. Đó, max point distance có nghĩa là cái giá trị lớn nhất giữa các điểm trên đường chạy giao, anh em có thể nhập một số lớn lớn để cho nó nhẹ hơn, chính nó nhanh hơn, mà đổi lại anh em phải trả giá là đường dây giao nó sẽ bớt mịn đi. Ok, mình để giá trị mặc định ha, 0.05 cho dung size và 0.5 cho giá trị max point distance, khoảng cách lớn nhất giữa các điểm. Hồi một luôn đi cho nó máu. Ôi trời ơi. Đó, vậy là chúng ta đã khai báo cái gì chi tiết chúng ta cần gia công ha, lượng dư chừa lại. Tiếp theo là chúng ta phải khai báo cái trục xoay cho cái chi tiết của mình. Ở đây chúng ta sẽ chọn, nó chỉ có một, mới có một cái tùy chọn thôi, đó là user define, nghĩa là người dùng chúng ta định nghĩa cái trục xoay cho nó. Nó ở phần direction này chúng ta sẽ chọn hướng của cái trục. Hồi nãy mình đã cho anh em coi là cái level số 3 đó, là mình để những cái đối tượng mình để khai báo cái trục xoay này nè. Đó, vì chúng ta gá chi tiết trên trục x thì chúng ta phải chọn cái trục xoay tương ứng. Đây, direction mình chọn kết vô lúc mũi tên này. Đó, bây giờ mình nó kêu mình chọn cái line, cái đường để khai báo cái hướng của cái trục xoay. Bây giờ mình mở cái level số 3 ra. Nó level số 3 nè. Ẩn level số 1 đi, anh em thấy không, level số 3 này mình vẽ sẵn cái đường này nè. Đó, cái đường này mình sẽ chọn để làm khai báo cái trục xoay cho nó. Đây nó có hướng nha anh em. Đó, vì trục x như hướng này mình sẽ để cái trục theo hướng này. Đó, em thấy có hướng không? Đó, ok. Base point, đó, base point là cái điểm gốc. Cái điểm gốc này nó để dùng để tính cái vùng gia công. Lát mình sẽ nói kỹ hơn. Mình sẽ chọn cái điểm gốc ở ngay cái tâm này. Ngay đầu chi tiết luôn. Đó, ok. Vậy là mình đã chọn cái trục xoay và điểm base point, điểm gốc ha. Điểm gốc dùng để mình khai báo cái vùng gia công anh em. Ví dụ vùng gia công mình muốn chạy từ ít bao nhiêu đến ít bao nhiêu, là trong khoảng nào thì mình nó sẽ tính giữa cái gốc này. Đó, lát mình sẽ nói kỹ hơn. Đây, chính là nó đây rồi. Machining area. Đó, mình khai báo cái vùng giới hạn gia công. Area from, cái này mình cũng không biết dịch như thế nào, mà nói chung là vùng gia công được tính từ đâu, được tính bởi những cái gì. Thôi nói chung đừng nên dịch, dịch nó sẽ bị lòi cái ngu ra, chúng ta không nên dịch cho phần này, bởi vì nó cũng chỉ có một tùy chọn thôi, có nghĩa là nó đang phát triển thêm, chưa có hoàn thiện. Đó, nó lấy dữ liệu từ những cái đối tượng mình đã chọn này, bỏ qua đi nha, không quan trọng đâu, tại vì nó có một cái mình để đó luôn. Rồi bây giờ ở phần user limit nè, cái này cũng quan trọng. Đó, cái này dùng để khai báo cái vùng gia công của mình. Ví dụ cái trục vít như thế này, mình chỉ muốn gia công từ đoạn này đến đoạn này thôi, mình muốn gia công cái đoạn mà có cánh thôi. Đó, thì mình có thể giới hạn bằng cái này. Đó, mình sẽ khai báo giá trị x từ đây đến đây là bao nhiêu, nó sẽ gia công từ đây đến đây thôi. Đó, nếu anh em muốn giới hạn nha, đây mình sẽ giới hạn cho anh em coi. Nếu anh em không giới hạn, không có check vào hai cái này thì nó sẽ gia công hết toàn bộ chi tiết luôn. Ở đây mình không muốn, mình sẽ giới hạn nó. Ok, đầu tiên mình sẽ giới hạn cái axial. Axial là giới hạn theo chiều dài. Đó. Là em muốn gia công từ từ đâu đến đâu trên cái trục đó, trên chiều dài của cái chi tiết đó. Mình sẽ chọn start nè, nó. Ví dụ mình muốn gia công từ tọa độ x0
ít không, nó tính theo cái điểm base point để mình chọn nha anh em. Mình chọn base point ở đây ngay đầu chi tiết, mà hướng trục là hướng này, hướng theo trục x luôn, thì chỗ này sẽ là ít không nè. Để mình mở cái chi tiết ra để mình coi mình cần gia công tới đâu nha. N đó, ví dụ mình để mình chọn coi x value nó, mình sẽ bắt cái tọa độ x của cái điểm mà mình muốn gia công tới. Mình mở cái path này lên, ông nội nó mở lên nó, ok nó, ví dụ mình muốn gia công từ đầu này tới đây thôi, cái phần sau này mình là phôi trụ rồi, gia công xong rồi không có gia công nữa nó, mình sẽ bắt ngay cái điểm này nó, anh em thấy không, x của nó là 469.8 đó, có nghĩa là mình chỉ gia công từ 0 đến 469.8 thôi. Bây giờ mình thử để 400 đi anh em, coi cho nó dễ nha. 400 anh em sẽ thấy này, nó giới hạn cái vùng gia công của mình. Đó, tương tự mình sẽ có cái phần radial này. Radial này mình sẽ giới hạn cái vùng gia công theo cái hướng bán kính. Đó là mình muốn gia công từ phi bao nhiêu xuống phi bao nhiêu thì mình sẽ giới hạn được ở đây. Đây, đó, ví dụ mình muốn giới hạn à. Đây, mình chọn radius. Radius of an arc đó, mình sẽ chọn mình muốn nó gia công từ phi bao nhiêu, ví dụ xin lỗi, từ bán kính bao nhiêu đến bán kính bao nhiêu ha, mình chọn cái đáy của cái rãnh này, em thấy đây là bán kính 27.5 đó, bắt bán kính của cái đường kính ngoài này đó 52.5, ví dụ mình muốn cắt từ phi 5 R50 đi đó, cắt từ R50 đến R27.5 thôi. Ok, vậy là mình đã khai báo xong cái vùng giới hạn gia công ha, và cả chi tiết nữa. Ok, qua tới cái phần linking parameter này thì nó sẽ cho anh em chọn cái gọi là sao ta, chuyển động vào giao đi. Đó. Thì anh em có thể sử dụng RAM, dù không muốn đâm thẳng thì anh em có sử dụng RAM, nó sẽ đi RAM xuống. Hoặc anh em muốn đâm thẳng thì anh em có thể sử dụng don't use RAM. Nó đây nó có cái first entry và last exit, nghĩa là mới đầu vô thì nó sẽ xuống từ điểm nào, anh em có thể xuống từ điểm chạy giao nhanh, hoặc là anh em xuống từ điểm bắt đầu đi feed rate này, nói tiếng Việt cũng khó hiểu. Hoặc mình cứ ví dụ ha, mình để don't use RAM hết nha, có nghĩa là dao nó sẽ đâm thẳng xuống nó chạy vô đó. Nhiều cái quá, không nói thì anh em kêu là nói không kỹ, mà nói quá thì rối. Thôi để mình chỉnh từ từ nha. Ở phần RAM type này, nếu anh em chọn use RAM á, nó sẽ có cái kiểu là automatic line, có nghĩa là nó đi theo đường thẳng chúng ta chọn, hoặc là helical. Helical nghĩa là đi theo đường xoắn ốc. Zigzag, profile, có rất là nhiều kiểu. Mình cũng chưa có thời gian test hết nữa. Thường là mình chọn helical này để đi xoắn ốc xuống. Mà ở đây mình dùng don't use RAM rồi, nghĩa là nó không có chuyển động vào dao ha, thì nó sẽ đâm thẳng và nó ăn vô. Ok, thử nha. Rapid distance. Đó, đây mình khai báo những cái giá trị của cái chuyển động chạy dao nhanh nè. Cái điểm an toàn này nọ. Mình để tiếng Anh không không dịch mấy này nha. Đó, ngoài ra mình cũng có thể nhập cái gọi là gì ta? À, khoảng hở an toàn cho cán dao nè, đuôi chui dao và cho holder. À. Ok, trước mắt vậy đi ha. Cái phần cut này mình để 0.1 đi để cho nó tính nhanh chút xíu. Dung size của đường chạy dao đó, ok nha. Ok. Giờ mình sẽ chờ nó ngồi tính. Trong lúc ngồi chờ thì mình sẽ ngưng cái video này xíu. À. Vì nó tính khá lâu, khoảng 1-2 phút gì đó. Mình sẽ ngưng video lại, khi nào tính xong mình mở lại nha anh em. À, mình đã quay lại nhưng mà thật ra nó chưa tính xong, anh em thấy nó vẫn đang hiện chế độ tính toán nè. Mình có thể vô view và xem cái phần multi-threading này. Đó, nó cho phép chúng ta coi cái tiến trình tính toán tới đâu rồi. Nó anh em thấy không? Sắp xong rồi. Ôi chưa xong. Nó anh em có thể coi cái thanh progress đây nè. Nếu mà anh em không có kiên nhẫn. Nhưng mà được cái là cái phần cái ở các đường chạy dao mà mới á, nó có hỗ trợ chức năng multi-threading, có nghĩa là trong quá trình tính toán nó có thể cho anh em tạo những cái đường chạy dao khác. Nên trong quá trình ngồi chơi, thay vì anh em ngồi chơi anh em có thể làm cái khác, tạo đường chạy dao finish hay gì đó. Nhưng mà ở đây mình muốn cho nó tính xong luôn.
Nên mình sẽ để anh em chờ đợi nha. Ok, mình tiếp tục tạm ngưng video và quay trở lại khi mà nó tính xong. Yeah, xong rồi. Nó đã tính xong rồi nè anh em. Đây. Đây là thành quả của chúng ta. Giờ mình sẽ backplot nó cho anh em coi nha. Nó hồi nãy mình không có chọn RAM nè, không có đường vô dao, không có chuyển động vào dao. Đó, nên con dao mình sẽ đâm thẳng ngay mép đầu chi tiết. Đó, nó to, nó bắt đầu chạy. Thực ra cái này muốn nó đơn giản, anh em có thể tạo một cái bề mặt giả ở đây. Đó, mình sẽ tạo thêm cái surface giả cho nó đi ra ngoài chút xíu. Nó có nghĩa là ở trong master cam thì ở đây nó có bề mặt thì con dao nó sẽ vô ở ngay đây, mà thực tế ở ngoài mình không có. Đó, nó sẽ giảm cái tình trạng loại bỏ cái tình trạng mà con dao nó đâm vô phôi. Đó, anh em có thể tạo bề mặt giả nha để con dao nó đi ra ngoài, nó ăn vô. Đó, anh em sẽ đi rất là đẹp, rất là mượt. Đường chạy dao rất là thông minh nha anh em. Đó, đi tới cuối con đường nó quành lại, anh em thấy đây, nó nhấc lên nè, nhấc lên rồi nó xuống đi tiếp. Ở đây mình muốn nó không nhấc thì mình có thể khai báo trong cái phần linking hồi nãy. Đó, ví dụ khoảng hở nó bao nhiêu thì nó giữ con dao phía dưới là nó ăn qua luôn, nó không có nhấc lên. Này anh em thấy không? Đó, mượt như sân siêu. Đường chỉ dao rất đẹp. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ đi, để mình coi. Đó, nó sẽ đi hết cái rãnh bên này. Đó, nó nhảy qua cái đầu mối bên kia, nó đi tiếp, nó ăn theo lớp nha anh em. Anh em không? Tại hồi nãy á, lúc mà ở trong phần giới hạn đường chạy dao đó, mình chỉ cho nó chạy từ ít từ 0 đến 400 thôi. Ngay tại vị trí này là ít 400 nè, để mình cho con dao lại cho anh em coi nha. Có phải 400 không? Đây anh em thấy không? Ít 400 nè. Nó chỉ cho chạy tới 400 thôi. Không có chạy xa hơn. Đó, đây là nó cho chúng ta giới hạn cái đường chạy dao chúng ta lại. Ví dụ như anh em nào muốn nó chỉ phá từ giá trị bán kính mép ngoài này vô trong lưng lửng lửng đâu đây thôi, thì anh em có thể giới hạn bằng cái bán kính. Đó, rất đơn giản. Đây, hồi nãy mình giới hạn theo giá trị dọc trục là từ 0 đến 400. Anh em thấy không? Nó cắt tới lưng lửng ở giữa chừng con đường này, là nó dừng lại, nó không cắt thêm sâu nữa. Chúng ta muốn né nít cái gì đó thì chúng ta có thể giới hạn. Hoặc anh em muốn nó cắt từ giá trị bán kính bao nhiêu đến bao nhiêu, chúng ta có thể giới hạn ở phần này. Nãy mình cho nó cắt sát đáy luôn là 27.5, anh em có thể chạy R lớn hơn để nó hạn chế cắt vào đáy. Anh em có thể cắt ở dưới đáy bằng con khác. Nó có rất nhiều cái để nói trong cái đường chạy dao này, nhưng mà mình chỉ muốn nói những cái phần cơ bản thôi, không có đi sâu quá. Anh em có thời gian có thể tự tìm tòi mày mò học hỏi, mò từ từ rồi nó cũng sẽ ra. Đó, bây giờ mình sẽ giới hạn cái này không phải 400 nữa, mà mình cho muốn cắt cho hết hết luôn, hết chiều dài rãnh luôn. Mình cũng bắt điểm ở đây, anh em biết số này nhập vô nha, không thì mình bắt điểm, nhấp chuột phải để bắt điểm nè, ít nè, mình nhập vô đây. Đó, 469.8, 470 luôn mày, chơi mày luôn mày, mất mát gì đâu. Đó, vậy là mình cắt hết rãnh luôn nha anh em. Ở đây cái phần linking nè, ví dụ như anh em hồi nãy anh em thấy nó nhấc không, nó đi tới đây nó nhấc lên. À, vì cái phần link between region, linking nè, within group, between group đây, mình chọn plane SPLine đi, rồi để mình khai báo và mình coi cái này có gap distance không. Area link. Đây mình cho nó plane SPLine hết đi nha, là nó sẽ lượn qua cái bát tiếp theo luôn chứ nó không có nha, đâm thẳng nó không nhấc lên. Ok thử nha. Thực ra mình cũng chưa khám phá đường chạy dao này nhiều đâu anh em. Anh em mà muốn master, muốn rành nó thì phải thực hành nhiều. Đây mình không có thời gian, mình thử hết tất cả các thông số. Nên chỉ giới thiệu anh em những cái cơ bản, cái mà quan trọng để chúng ta chạy thôi. Còn những cái tiểu tiết, anh em tự mày mò nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Mình sẽ ngừng cái video này.
và đợi khi nào nó tính xong. Đó, xong rồi anh em. Đó, đẹp hơn rồi nè. Anh em thấy không? Nó cắt từ đầu tới cuối luôn. Nãy mình khai báo Z à, xin lỗi X tới mép này nó chạy vô tới đây luôn. Anh em thấy không? Bây giờ nó sẽ theo cái biên dạng của mình chứ nó không có nhấc lên nữa. Giờ mình thử cái RAM ha. Đó. Mình thử RAM để cho nó không có cắm xuống. RAM nè, đó bây giờ mình RAM đi. First entry là cái chuyển động đầu tiên khi mới vô giao nè, mình cũng xài RAM luôn. Within group nghĩa là giữa những cái lớp cắt ở trong một cái rãnh á. Mình cũng xài RAM luôn. Between group, đó, between group là giữa những cái rãnh với nhau thì khỏi dùng RAM ha. Rồi, ẩn cái này đi cái đã. Anh em mày chat dữ quá. Angle mình nhập cái góc góc của cái chuyển động vào RAM mình nhập 2 độ thôi. 80% đường kính. Đó cái đường kính của cái vòng RAM của mình á. Ok. Lại tiếp tục chờ đợi. Ok, chờ đợi nó nha anh em. Anh em cứ làm thử ở nhà đi sẽ biết chờ đợi lâu cỡ nào. Là mình đã cắt giảm bớt rồi đó. Ok. Đó, đây là chuyển động RAM nha anh em. RAM từ từ lấn xuống, anh em thấy không, nó đi RAM này chứ nó không có đâm thẳng xuống cái chi tiết của mình. Nhưng qua tới cái chỗ này thì nó lại đâm, để mình coi coi. Between group nãy mình quên. Between group mình cũng phải xài RAM luôn. Để cho nó qua cái rãnh khác nó không có bị đâm. Xin lỗi anh em nha. Mình sẽ cho nó regenerate lại. Ok, chờ xíu nữa nha. Đấy, ok rồi. Trời ơi. Đấy, RAM nhé. Nó này thấy không? Nó RAM một rãnh xong qua chỗ rãnh kia nó sẽ RAM tiếp. Ok. Đó, chỉ có vậy thôi. Cái đường chạy giao này mình cũng nói những cái cơ bản như vậy thôi. Để anh em biết tới nó mà sử dụng. Nó khá là... gọi là tiện nha. Anh em không phải suy nghĩ nhiều đau đầu. Đường chạy giao nó tính toán hết. Anh em chỉ cần chọn chi tiết. Giới hạn vùng gia công là chúng ta có đường chạy giao đẹp rồi. Này là đường chạy giao phá nha anh em. Đó. Ví dụ như con 25 này anh em thấy không, nó không có xuống được sát dưới đáy. Thì mình có thể sử dụng một con phá nhỏ hơn. Ví dụ như đây nãy mình có con 16R5 thì phải. Đó. Mình có con 16R5 à 12R5 đó, mình sẽ dùng con 12R5 để mình phay phá dưới đáy. Ra đây nó có chế độ stock nè, có chức năng stock là nó nhận dạng phôi, nhưng mà mình thử mấy lần rồi nó không có ok, nó vẫn cắt lại cái vùng mà đã gia công rồi, nên mình nghĩ là nó cái phần này nó chưa ok, giống như cái phần rest mill ở trong đường chạy giao 3D vậy. Gia công bán tinh á, gia công lại những cái vùng mà cái con trước để lại, mình có thử vài tùy chọn nhưng mà thấy nó không không có hoạt động được, nên chắc là stock này không xài được. Đánh giá cá nhân thôi nha, anh em nào xài được báo mình nha. Ok thì mình chọn cách khác,
đây mình chọn con dao 12 đúng không? 12 mình muốn cắt ở dưới tới đáy đó, thì anh em có thể giới hạn lại, thay vì mình chạy từ mép chi tiết đó, từ cái đường kính lớn nhất, bây giờ mình sẽ giới hạn lại, mình không chạy từ 50 xuống 27.5 nữa, mà mình chạy ở đâu đó anh em biết cái giá trị bao nhiêu đó anh em nhập vô radius. Ví dụ như mình sẽ chạy từ 32 thôi tới 27.5 đó. Thì con D12R5 này mình sẽ chạy ở lớp dưới đó, thì mình sử dụng cái chức năng giới hạn vùng gia công để mình chạy cái phần dưới mà cái con dao 20R5 nó để lại. Để mình chỉnh lại cái step over nha. Dao 12 mình chạy step over 6 đi. Đó, bước step 1.5. Mình nhập giá trị tương đối để cho nó tính nhanh thôi nha anh em. Anh em có thể sử dụng giá trị sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Đó. Ok. Giết. Này. Nó anh em thấy không? Bây giờ mình chỉ bằng cái việc mà giới hạn cái vùng gia công từ bán kính 32 đến 27.5. Cái con D12 này anh em thấy nó chỉ không cắt cái phần trên, nó chỉ cắt phần dưới thôi. Đó, cái phần mà cái con 20R5 để lại. Chết bà, treo máy rồi. Đó, nhưng mà ngặt cái là vô góc này. Anh em thấy chỗ góc nhỏ này nè, nãy con dao D20R5 nó để lại vật liệu ở đây. Nếu mà mình chạy đập một cái, mình chạy Z32, R32 á, bán kính 32 ngay đây, thì sẽ đâm vật liệu rất là nhiều ở đây đó, nên mình bắt buộc mình phải phá cái những ba cái góc này trước. Đó, những cái góc nhỏ này nè, mình phải phá trước, giống như là những cái đường chạy dao Rest á, mình phá phần vật liệu thừa của con 20R5 trước, trước khi mà mình phá cái đáy. Đó, nên mình sẽ copy một cái đường chạy dao mới ở đây. Đó, và mình sẽ giới hạn cái vùng gia công tương tự như này, mình sẽ phá cái ba góc này thôi. Ok, mình sẽ open hồi nãy đó, mình qua phần Part Definition nè. Đó, thì hồi nãy thay vì mình chạy từ đáy 32 đến đáy 27.5, bây giờ mình sẽ chạy từ trên luôn, mình sẽ chạy từ 52.5 nè xuống tới 32. Đó, nhưng mà mình chỉ muốn phá cái góc này thôi, đó chữ vùng này thôi, nên mình sẽ giới hạn cái x lại, mình sẽ không có chạy từ 0 đến 470 mà mình chạy đâu đó ngay đây đó, để nó ăn từ đây đến đây thôi, mà phá cái góc này. Ví dụ mình sẽ chọn x nó là mình bắt ở đâu, đại khái đâu đây đi, có cho nào bắt không ta, để coi coi bắt ngay đây thử nó bao nhiêu. 457 nè, mình cho 400 440 luôn đi đó, thì chạy từ 440 đến 470 và chạy từ R52.5 đến 32. Đó, mục tiêu của mình là mình phá cái góc ngay chỗ này đi, để cho con R12R5 nó ăn xuống, nó ăn dưới đáy. Ok, anh em mình chờ tiếp nha. Mình cho nó xuất đường chạy dao lại. Đó, anh em thấy không? Rồi, ok. Nhìn đường chạy dao hơi gớm xíu nha, à, nhưng mà mình phá được. Đây mình giới hạn hơi lố rồi, mình có thể rút ngắn cái x lại để nó chạy từ đây vào đây thôi. Đây mình chạy hơi lố xíu đó, nhưng mà để minh họa thôi nghiêng đó. Thì bằng cái việc mà giới hạn x á, thì mình có thể phá được cái góc này. Nên em có thể giới hạn sâu một chút xíu nữa để cho hạn chế đường chạy dao thừa. Nó khi mình phá xuống cái Z32 rồi thì mình mới bắt đầu mình phá cái đáy từ Z32 đổ xuống. Đó. Ok, như vậy là tương đối xong những cái phần cơ bản của cái phần chạy phá. Mình có thể copy một cái đường ở đây để mình làm đường chạy dao tinh. Đây là đường số 4. Chạy tinh thì mình có thể xài con 12, đây mình xài con R6 12 ha. Đó. Ở phần operation này thì để chạy tinh mình chọn chế độ finishing. Ở đây vẫn chỉ có một mục là radius constant thôi. Anh em có thể chạy zigzag hoặc là one way. Ở đây anh em nhập chiều sâu của mỗi bước chạy tinh. Ở đây mình thử nhập một đi, để mình tiết kiệm thời gian tính nha, để nhỏ quá tính lâu lắm. Ok, stock to lift. Chạy tinh mình để không.
Đó. Lượng dư bằng 0. Current này anh em để nhỏ lại xíu nha, tại chạy tin, nhưng mà ở đây để minh họa mình cũng vẫn để 0.1 cho nó nhanh. Chạy tin thì mình bỏ cái phần giới hạn này, mình điều chỉnh lại. Mình vẫn chạy từ đỉnh tới đáy luôn, 52.5 tới 27.5, và chiều dài dọc trục thì mình vẫn chạy từ 0 đến 4.7, là từ đầu rãnh đến cuối rãnh luôn. Ok. Để mình chạy zigzag đi ha, thử zigzag anh em coi. Anh em lưu ý một cái là ở đây nó tính bước xuống theo bán kính, nên nếu mà cái bề mặt của mình á, nó có những cái mặt thoải, ví dụ như ở chân cái rãnh này nè, nó có cái cung R á, thì ở những cái vùng thoải đó, cái bước bước xuống mà bằng một chẳng hạn, thì anh em sẽ thấy những cái vùng thoải nó lượng dư nó còn nhiều, chứ nó không có chia đều cái bước tiến theo chiều 3D mà nó xuống theo chiều bán kính, nên nó gặp cái trường hợp là ở những vùng thoải á, thì cái bước tiến của nó nhìn sẽ lớn lắm. Nó nên em có thể kết hợp với một cái đường chạy dao khác như là morph hay là gì đó, anh em chạy tinh cái vùng thoải đó. Nên em lưu ý ha, cái đường chạy dao này do nó bước tiến nó xuống đều theo bán kính, nên là những cái chân thoải này nó sẽ không có đẹp. Nó tương tự như cái đường 3D Finish Contour rồi á, nếu mà chưa có bật cái chức năng shallow lên á, thì ở những cái vùng thoải bước tiến mình nó sẽ bị phóng ra rất là lớn, dẫn đến là cái lượng dư nó còn nhiều. Ok, bây giờ mình ok nè, anh em sẽ coi thử nha. Mình sẽ chạy tinh. Go. Ok, xong rồi nè anh em. Đây là đường chạy dao finish. Nó nhấc dao hơi nhiều ha, tại vì nó phải chạy xong bát nó mới xuống bát còn lại. À xin lỗi, chạy xong một vùng nó phải qua vùng bên kia, nên anh em thấy nó nhấc dao nhiều. Với lại mình giới hạn kết nữa, nếu mà anh em nhập cái giá trị ít âm á, là cho con dao nó đi lố ra khỏi cái mặt này, thì anh em sẽ thấy cái này nó sẽ đi vòng, thay vì nó nhấc lên nó sẽ bao vòng qua cái bề mặt này luôn, mặt ngoài cùng này của chi tiết nè, nó sẽ bớt nhấc dao hơn. Ở đây mình mở giới hạn ít không, nên cái tâm dao nó nằm giới hạn ở ngay mặt này rồi, nó không có đi vòng qua mấy cái cánh này được. Đấy, đường chạy dao ha, anh em thấy nè, cái những cái mặt dốc này á, thì cái bước chạy dao nó tương đối đều, bước nó đều, nhưng mà ở phần thoải này ngay dưới chân của cái cung này nè, anh em thấy không, ngay cái chỗ phần thoải nhất đây, cái bước nó ra rất là lớn. Đó, nên anh em có thể và phải kết hợp thêm những cái đường chạy dao khác để mình chạy cái vét cái phần đáy này cho nó đều cái bước lại. Anh em thấy một cái nữa là cái mặt đáy này mình nó chưa có đi tinh nè, nó chỉ đi tinh hai mấy cái cánh thôi. Còn ngay cái mặt Z bằng không này là mình chưa có, xin lỗi, Z 27.5 này là nó chưa có chạy tinh. Đó. Nên có thể là mình phải giới hạn, hoặc là mình dùng một cái đường chạy dao khác như là morph chẳng hạn, mình chạy tinh cái đáy này. Giờ mình mô phỏng thử nha. Mô phỏng cưỡi ngựa xem hoa cho vui. Giờ khuya lắm rồi, phải cho em bé vô ngủ nữa, mình không có làm được. Lâu hơn. Ok. Chạy thử coi chơi. Không, mình bật cái mâm cặp lên đi, nhìn cho nó đẹp. Đó. Đó, nhìn cho nó hoành tráng xíu. Full pad. Mô phỏng xong cái đi ngủ nè. Vô. Lưu ý lại với anh em là mình chỉ trình bày những cái khái niệm cơ bản với lại những cái thông số quan trọng thôi nha. Còn có mấy cái râu ria để cho tinh chỉnh cái đường chạy dao cho nó đẹp, hạn chế nhấc dao này nọ, thì anh em tự mò giúp mình nha. Ok, chạy nè. Đây là đường chạy dao thô nè. Đó. Chậm lại xíu, nhanh quá. Wireframe ẩn đi. Đó.
giờ cho nó giống nè, nhìn giờ cho nó giống 40 ha. Đó, chi tiết quay dao đứng im. Đó, cái đường chạy dao này mình rất là đỡ tốn công sức. Thường thì nếu mà chạy nhiều đường chạy dao riêng rẽ, anh em phải suy nghĩ kiếm những cái đường chạy dao thích hợp cho từng cái biên dạng, nhưng mà thằng này coi như là tự động nó hỗ trợ anh em gần hết rồi. Anh em chỉ cần chọn đúng biên dạng cần gia công, khai báo giới hạn nó ok là cứ thế mà quất thôi. Đấy. Đùa lên xíu nha. Nó tua nhanh lắm rồi nhưng mà nó cũng hơi chậm. Nó cho cái tua nó quơ đi cho nó lẹ. Đó, đây là con 10 20 rồi, năm phá xong anh em thấy không? Ngay cái góc này là do cái góc nó nhỏ đó, cái con này nó không có vô được. Nên nãy mình phải tạo một cái đường chạy dao mình giới hạn để nó phá cái góc này trước. Nó bây giờ mình cho nó phá nè. Chậm lại. Mở cái này lên cho nó giống. Đây. Bây giờ mình phá góc nha. Đó. Đó, nãy giờ anh em thấy nó có cái ram, chuyển động ram, nó ram xuống. Nên đó, nó có những cái điều chỉ dấu lắc lắc giật 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 giật. Đó, cái này mình có thể giới hạn lại cái vùng gia công, rút ngắn lại bớt, mình giảm cái ram đi cho nó đâm thẳng luôn tại vùng này gia công rồi, hạn chế bớt cái ram nha anh em, mình minh họa thôi. Đó, để mình cái cách mà mình áp dụng cái đường chạy dao này để mình phá cái góc cái vật liệu thừa mà cái con trước nó để lại. Đó, anh em thấy không, mình đã phá cái góc này xong. Sau khi mình phá cái phần góc này rồi, mình mới bắt đầu mình chạy, mình phá tiếp cái đáy. Đó, mình dùng con 12R5 mình phá cái đáy. Có một cái đường chạy đâm dao rồi nè, nãy có thông số nhưng mình khai báo chưa đúng, nó thấy nó đâm dao rồi nè. Chắc là cái phần retract mình còn hơi thấp. Đó. Mình có thể chỉnh lại nha anh em. Đó, trục trặc kỹ thuật. Cây này mà ra chi tiết thật chắc mất đóng tiền rồi. Ok. Sau khi cái con này chạy xong thì đây là cái con dao bone nè, con bone 12 nếu vô nó sẽ chạy tinh. Cho chạy tinh luôn. Đâm kệ mày chứ. Chạy cho nó đẹp. Tua nhanh nhanh xíu nha anh em. Đó. Đây. Đây là đi chậm nè. Tua nhanh nè. Đó, đi đi. Chứ đợi nó chạy hết lâu lắm. Mình sắp hết hết thời gian rồi. Tới luôn em ơi. Đó, lâu lâu mình cho nó chậm lại xíu nhìn coi cho đẹp. Em thấy không? Đường chỉ đâu nó tự động hoàn toàn. Mình chỉ cần chọn đối tượng cho nó chơi thôi, không phải suy nghĩ nhiều. Rất thích hợp cho anh em nào mà ít muốn dùng, bỏ nhiều công sức quá. Ok, kéo lên xíu cho nó đua luôn nè. Sắp xong rồi anh em ơi. Quay trở lại cái chi tiết này coi nó đâm chỗ nào nha. Ai đây anh em thấy không, nó đâm nè. Đó, cái đường này đâm nè. Từ cái số 2 qua cái số 3. Đó, nên mình có thể chỉnh lại nha.
Cái số 2 này mình có thể cho nó rút dao về cái vị trí rapid. Này mình không có thời gian nữa rồi. Đó, đây là chi tiết chúng ta sau khi finish. Sau khi chạy tinh anh em thấy không? Ngay cái chân của cái cánh này nè, nó có cái vùng thoải ở đây. Cái lượng dư nó còn nhiều, với lại cái ngay cái đáy nữa chưa có đi tinh. Đó, anh em có thể sử dụng một cái đường chạy dao khác để mình đi tinh cái đáy này. Ok. Thôi thời gian của mình đã không còn rồi, hẹn gặp lại các anh em trong một cái clip sau nha. Cái này bị đâm dao nè. Đó. Ok. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. Clip này mình nói cũng hơi dài dòng. Hy vọng nó sẽ giúp ích được anh em một phần nào đó. Hẹn gặp lại các anh em trong một clip khác nha. See you again. Đi ngủ thôi anh em ơi.